cô chú sẽ chào các bạn. Mọi người hôm nay nhà mình chiên cái món đi siêu thị mọi người mua được cái con cúc chiên cúc của mọi người chiên giò. Rồi mình ăn với lại cơm với lại salad, ăn đơn giản mọi người à. Đó nhà mình đem mình hút cho. Nhưng mà nó bắt cuốn. Và tôi có được rất chay rất tốt. Ok, còn cái con chim cúc này thì mình cắt ra. Quên cắt chứ. Chiên xong rồi quên cắt nhỏ. Мне кажется, что это не лопатка. Да, как это ей на дне? Мне кажется, это специально, чтобы брать эту. Что? Киньон. Да не, это маленькая слишком. Ты думаешь, лопатка это? Ну, я умру, он как это. Я думаю, это ручка специально. О, как лень дети мне? О, как ты мне ручка? Лень дети мне, лень дети. Ой, скажи, а где мое? Все, комната на. Где мое? Давай. Вот че. Ума, мы говорим, сам помоем, да? Ума, мы говорим, он латин вид, я мечу. Hôm nay nhà mình ăn món gì? Con ơi. Chim cúc chim giòn. Nó nhìn nó lại đây mà. Chim. Hôm nay nhà con ăn món. Hôm nay ăn món chim cúc chim giò. Chim giò. Chim giò. Chim giò. Rồi cái này là gì? Này là gì con? Cái này là gì? Lưu liệu sau ở thôi mà nè. Bắp cải. Bắp cải thôi mà nè. Cơm. Как там? Соя, соя. Тяо. Cơm. Chén cà. Chén cá. Thịt. Thịt chim cúc đó. Rồi, xin mời mọi người nha, mình ăn Kim thôi. Kim ca papa, mama, ok. Возьму вот это. Ok, xin mời mọi người ăn thôi. Ножка я тоже взял, очень вкусно, кстати. Папа, это не какая курочка, это или это большая кошка? Курочка. Маленькая курочка, называется перепелка. Если маленькая, тогда несколько. Ух, кисок, кисок, oh my god, ты мог да, danger, danger boy. Я думаю, что здесь не будет косточек, а здесь не есть. Ну как он? А? Пойдем в тесе пойдем. Вот так. Отличненько, да? Не, а он тебе не мое. Не, не. Хьё! Вкусно? Мама. Ну, шишка тогда вкусно, потому что это не за шишка. Ước cái sốt giống như heo quay mọi người. Cho nó thấm xong rồi đặt cái lớp bột chiên giòn lên. Ok. Rồi sao quên? А папа. Что? А какое самое вкусное блюдо было из наших видео? Суши. Я обожаю суши. А ты? Ну, вообще, мама очень вкусно готовит, да? Нам повезло. Я и как? Косточка. Может, в детстве она занималась... Мама рассказывала, в детстве она любила готовить всякую еду из песка. Lúc mình nhỏ hay chơi đồ hàng đúng không? Hay chơi hồi lúc mình nhỏ á. Thì hai mấy năm về trước người lúc đó thời đó đâu có chơi đồ chơi đâu, có cái đồ bộ đồ hàng bằng sắt đó, hoặc là bằng đất cát mọi người, nó nhỏ đó. Lúc đó mình chơi nấu ăn bằng mấy món đó, chờ mà má đi chợ về á, xong rồi cái cắt miếng thịt miếng rau lấy miếng gạo nấu cơm. Còn nhỏ thích nấu ăn mà. А и маму учили в школе по еду? Не знаю, спроси маму. Lúc mẹ còn nhỏ của con á, ở nhà mẹ chơi chứ đi học mẫu giáo không có nấu. Lúc còn nhỏ thôi. Nấu cạo nấu cơm.
chế đi con. Em nhỏ ngủ cô chú à. Em nhỏ ngủ quậy nữa. Там что какая-то маленькая мелочь. Ей не достану дозвонца. Вот так. Хочу соусом. Вот, еще одна. Ngon. Bất cả này trộn với sốt mayonnaise mà ăn nó ngọt ngon. Cái thích được không? And finish one is from Holland. Ah yes. For what? Come on. I'm ready for my mom. Huh? Did you say about canteen in Ukraine? No. From Monday, start with barbershop, coffee outside, coffee shop outside, and restaurant only who has outside place. You're not inside. Restaurant? Yeah. Rồi, thứ hai là bắt đầu tuần sau mọi người ở đây sẽ mở cửa lại. Là mở cửa công viên nè, là mấy khu vui chơi á. Rồi tiệm hớt, tiệm cắt tóc, rồi những cái tiệm ăn mà bên ngoài, chứ không có cái tiệm ăn mà ở bên trong thì không cho mở. À, tiệm ăn là kiểu để bàn ghế bên ngoài á mọi người. Thì sẽ cho hoạt động lại. Nhưng mà vẫn đến ngày 22 tháng 5, tức là 22 còn hơn 2 tuần nữa mới là toàn bộ mở cửa. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa nha, nếu mà vẫn còn dịch thì vẫn đóng. Nhưng mà chỉ tuần sau này là mở cửa những cái nhỏ nhỏ trước. And what about bus? No. Xe buýt tàu điện ngầm là chưa hoạt động. Chỉ mở những cái tiệm nhỏ nhỏ trước thôi. Ở đây là gần 15.000 người rồi. But in Ukraine very big good discount taxi company now give when start quarantine. -20% for customer. Bác nói sau khi mà cái ngày cách ly bắt đầu mà một tháng mấy ngày mọi người, thì cái hãng taxi thường là họ đã giảm giá 2% cho tất cả các khách hàng, đã giảm giá hết rồi. Gì nữa, giá xăng giảm thì taxi vẫn giảm. Because you got some cheap. No, because commuting and don't walk up buses. Chắc là do xe buýt không có hoạt động thì taxi người ta nói chung hỗ trợ cho người dân đi lại, tự nhiên mắc hơn là xe buýt đó mọi người. Rồi giá thì giảm, ngay cả mình mua nước á, người ta cũng giảm cho mình nữa, cũng giảm tiền nữa mọi người. And the biggest company of taxi already 1 month give free delivery doctors to work. Taxi. Với lại hãng taxi mọi người, người ta đã hỗ trợ cho cái người mà bác sĩ in the nurse. Huh? Doctor nurses. À, là bác sĩ với y tá mọi người, ai mà không có xe đi làm á, người ta sẽ miễn phí tiền taxi đi lại luôn. Rồi có những cái nhà hàng đó người ta sẽ là nấu miễn phí thức ăn trưa cho bác sĩ nữa. Ui. Nói chung cũng có giúp đỡ lẫn nhau, cũng tốt. Hiện tại đây là hơn gần 15.000 người thôi. Shop who work now in online. Free delivery if you buy from 500 hryvnia, it's like $20. If you buy more than $20, it will be free delivery. Mm-hmm. For quarantine. For every shop? Every shop. Uh-huh.
Tất cả những cái shop nào mà buôn bán trên mạng mọi người mà mình mua giá hóa đơn trên 20 đô khoảng 500 đồng tiền Việt, tiền ở đây á, tiền Ukraine á, thì sẽ miễn phí bưu điện, người ta sẽ gửi phi miễn phí cho mình. Cắt cho con dơ rồi cắt. Rồi. Вкуснота? Вкуснота. Хорошо, что я знал, как сломать косточку. Поможет всем. Мясо. Почему вы не оставили такое мясо, которое я ел? Вот. Попроси, мама тебе его отрежет. Вот так. Нет, не доме как к нетовый к кому ангу. Да. Да. Мама. И резать не надо. Ну, мама. Дома как да. Xé ăn cái này xé ăn nó dễ hơn là cắt cắt nó cái xương nó bị dụng á. Mình ăn gì mình cái lừa thịt mà. Okay, we bought today a new shop in our house open. Before was shisha, smoke shisha, but now they open today first day and we want to help for them like for grow leaves, buy sausage and. Hôm nay hai đứa em của em đi ra ngoài chơi. Thích không thích trong làm mọi người chứ ở gần nhà thôi à. Thì cái tiệm bán thực phẩm mà tôi với người ta mới mở hôm nay khai trương luôn, người ta mời mình vô mua đồ rồi tặng cà phê uống miễn phí, xong rồi tụi em đi vô mua được cút thịt chim cút nè, với lại xúc chả kia bằng thịt ham á mọi người. Mua xong rồi người ta cho mình chọn một cái loại cà phê để uống miễn phí, nhưng mà tụi em không có uống miễn phí rồi là mình trả tiền luôn. Mà mình muốn ủng hộ cho người ta đó, ngày đầu tiên ta làm á thì người ta muốn miễn phí rồi, không có lấy miễn phí, trả tiền luôn. Ủng hộ cho người ta đâu có lời nhiều đâu. Повысить парус. Ну, так. О, как тесненький уже стало. А не такого бардака. We know business very hard and help. Ух, тогда сколько? You say what did we sell? Say homemade pork. Everything for farmer. À, cái tiệm đó người ta bán thức ăn thực phẩm sạch mọi người. Là từ người nhà làm, từ thịt, trứng, sữa, rồi xúc xích, tất cả luôn, từ sữa ta làm ra phô mai gì hết. Có phải?
мясо. Да, и я бум бэм, он когда мне нужно хахан. Такое мясо. Такое с соусом, салатиком таким и рисом вкус получается суши. Ем суши, если канай салат, Соял. Ям суши. Даже только с этим рисом даже похоже. Thôi bữa bây giờ mọi người kinh doanh mua bán khó khăn, mình mua cái gì mà mình biết cái giá nó mắc hơn nhưng mà mình cũng mua để ủng hộ cho người ta, để người ta bán kinh doanh nhỏ mà nhiều lúc người ta không có lời nhiều, giống như những cái supermarket, những cái siêu thị lớn người ta nhờ số nhiều, còn mấy cái tiệm nhỏ người ta không có lời nhiều, người ta lời nhiều nhưng mà số ít đó mọi người, nhưng mà cũng vẫn muốn ủng hộ cho người ta. Thì chú sao bảo mình đi mua sushi for brazil mình mua bớt không. À, mắc nói hôm bữa giờ quê mọi người, về quê chơi thì mưa trong nhà đó, mà ông anh nó không biết em làm được sushi á mọi người, cho nên là bữa thầy chồng 150 sushi đó, anh nó em về em cuộn sushi mọi người, cuộn một bàn luôn, cuộn một bàn sushi luôn, quá chừng luôn. Đếm được cắt ra mọi người là 160 cục sushi nè. Mẹ có cuộn, không có cuộn nhỏ đâu nha. Cuộn nhỏ có mấy cái là còn nhiều bự rồi nè. 160 cục đầy bàn luôn. Cả nhà ăn đã luôn, anh mừng quá chừng luôn, ăn quá chừng ăn luôn. Rồi mấy thằng cháu á, ăn đã đầu luôn rồi. Ăn rồi khen nữa phái. Kêu bà vợ thì học á, học từ em dạy ra rồi học mở tiệm. Mở tiệm phải học khó làm sushi. Chứ em làm ở nhà ăn mà đâu có giống ở tiệm đâu. Giỏi ăn không? Em đâu cách này ăn ngon miễn chừng quá. Đủ không được, phải ăn bằng tay mới được. Đổ xuống. Thôi mọi người, buổi tối nhìn tới đây mọi người à. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi nhìn em nha. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha mọi người. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.